Có nhiều văn phòng lựa chọn những bức tường cây với thiết kế phức tạp nhưng cũng có nhiều văn phòng lại chọn sự đơn giản. Bên mình nhận cả những bức tường đơn giản với số lượng cây ít như thế này các bạn nhé. Tuy rằng ít cây nhưng bên mình thay vì phải cắm cây thì phải dặm lại cỏ rất nhiều để có thể đạt được độ che phủ tốt nhất cho bức tường cỏ nhân tạo này. Nếu các bạn cần trang trí tường cỏ nhân tạo thì có thể liên hệ với số hotline 0969601100 hoặc truy cập website cây hoa com vn để được tư vấn nhé.